Xin chào bà con nha. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một clip rất đặc biệt, là mình sẽ hướng dẫn cho bà con cách để làm sao chữa cho những con chim bồ câu mà nó bị bệnh về đường ruột, về khó tiêu và bị đi nghĩa phân xanh. Thì cũng có một số người bình luận cũng như nhắn tin hỏi mình rằng khi con chim bồ câu mà có thể như là mình mới mua về hoặc là mình thay đổi cái thức ăn, thay đổi cám cho nó ăn á, thì nó về thì nó hay bị rù và nó sau đó thì nó bị đi ỉa phân xanh và sau đó thì nó bị chết. Thì hôm nay thì mình sẽ làm clip để hướng dẫn cho mọi người cái cách để mình có thể điều trị và chữa khỏi cho những con chim nó bị bệnh đường ruột và đi ỉa phân xanh nhé. Cái này là mình nghĩ rằng là mình sẽ chữa cách này là nó khỏi hầu như là tầm khoảng hơn 90% á, là nó sẽ trở lại trạng thái bình thường sau tầm khoảng 3 đến 4 ngày. Thì bên cạnh mình đây là thuốc nhé, bên cạnh mình đây là thuốc. Thì mình sẽ làm một video để chữa cho một con chim cụ thể luôn. Con chim này có ở trại mình hiện tại là không bị bệnh, nhưng mà mình làm video để mọi người có thể học cách và mọi người có thể chữa cho con chim mà mọi người đang nuôi ở nhà mà bị bệnh nhé. Thì như mọi người thấy là mình hiện tại thì mình đang ở Sài Gòn, và hiện tại ở đây thì mình có ở Sài Gòn thì mình vẫn có điểm mô hình trang trại ở đây để cho mọi người tham quan. Thì đối với chim bồ câu á, thì mọi người lưu ý đặc biệt là khi đối với những cái con chim mà mới mua về mình thay đổi môi trường á, thì nó hay xảy ra cái tình trạng là nó hay bị rù á. Thì là do khi mà mọi người về nó có thể là thay đổi cái môi trường sống, thay đổi cái lượng thức ăn vốn dĩ là có thể ở trại, những cái trại thì nó cho ăn cám khác, và khi về nhà mình thì cho ăn thức ăn khác, thì nó hay xảy ra cái bệnh về đường ruột, đường tiêu hóa và ỉa phân xanh á. Thì mọi người phải hiểu đơn giản là tại sao nó đi ỉa phân xanh. Tại vì có những con chim mà người ta phẫu thuật nó ra khi mà nó chết á, là cái gan của nó màu xanh lè luôn nhé, cái gan của nó màu xanh lắm, nên là khi mà nó ỉa phân ra thì nó không giải được độc, nó không giải được độc tố, và thành ra là khi ra đường ruột á, thì phân nó kèm theo là ỉa phân xanh là vậy. Và đa số nếu mà những cái cặp chim mà con chim mà bị về đường ruột mà ỉa phân xanh mà mình không kịp thời cứu chữa thì nó sẽ càng ngày nó sẽ càng gầy teo tóp đi và nó không ăn được. Và nó khi đi ỉa thì phân của nó hầu như nó sẽ dính vào ở đằng sau cái đường hậu môn của nó, thì sau một thời gian dài thì không cứu chữa thì nó sẽ chết. Thì ngay bây giờ luôn nhé, thì mình ở đây là mình có bình men tiêu hóa này, và ở đây mình có giải độc gan này. Thì vì theo kinh nghiệm ở trại mình nuôi từ trước đến giờ, khi mà mình chữa trị cho con chim bồ câu nó bị về đường tiêu hóa ở phân xanh á, thì mình cho nó uống thêm giải độc gan thì nó rất là nhanh khỏi và nó mau khỏe. Thì mình làm video để chữa cho một con chim nhé. Ví dụ mình lấy ví dụ một con chim đi, thì ở đây là bịch men tiêu hóa này, thì mình sẽ lấy ra nhé. Khi mà một con chim á, thì mình không có xài hết một bịch này nha mọi người. Cái bịch này thì là nó là 5g, một bịch này là 5g. Thì khi mà mọi người á, cho chim uống thì mọi người đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng ở trong cái này nhé. Thì bây giờ mình đổ nó vào đây. Rồi. Rồi mình sẽ đổ nước vào, lượng vừa phải thôi nha mọi người. Đối với những cái cặp chim bồ câu mà nó bị tiêu chảy hoặc là khó về đường ruột, là ỉa phân xanh nhé, thì tại vì đây là cái bịch men tiêu hóa nó cực kỳ tốt, nên mọi người cứ áng chừng thôi. Những anh em nào mà có thể là bị một hai con mình cứ áng chừng thôi, có thể là đậm tặc quá một tí nó không có vấn đề gì đâu, tại vì đây là men tiêu hóa mà. Còn đây là giải độc gan nhé, giải độc gan thì mình sẽ cho khoảng một nắp giải độc gan.
mình hòa chung luôn, mình đổ chung vô trong một cái ca như thế này. Và mọi người lưu ý nhé, với cái hỗn hợp này thì mình phải khuấy đều lên. Đây cho mọi người xem này, thì khi mà mình đổ vào như thế này này thì nó sẽ ra một hỗn hợp như thế này. Và mình phải lấy cái đũa hoặc lấy cái thìa, mình sẽ hòa tan, phải là hòa tan hết cái bột của cái men tiêu hóa này ra. Giải độc gan thì là dạng nước rồi. Với cái lượng mình pha này mình nghĩ là mình sẽ bơm cho được 2 con á. Rồi khi mà mình hòa xong một cái hỗn hợp này thì có một cái lưu ý nữa mình cần lưu ý mọi người, đó là những cái con chim mà nó bị đường tiêu hóa ở phân xanh á, thì đa số là khoảng như là 80% là nó không tự ăn và tự uống được nữa nha. Thì lúc này nếu như mà mình đổ vào một cái bồn chứa nước lớn ở bên trên để cho nó uống á, thì chắc chắn mọi người luôn là nó sẽ không có uống đâu. Vậy thì để làm sao mình có thể cứu chữa được nó thì mình sẽ lấy một cái mình có cái ống xi lanh nhá, mình sẽ có một cái ống xi lanh như thế này, mình sẽ lấy một cái ống xi lanh như thế này nhá. Đây, và mọi người lưu ý là cái ống xi lanh này là mình phải rửa sạch nó đi, không có dính thuốc và tạp chất gì. Đây là cái ống xi lanh tiêm cho người á mọi người, thì mình không có xài bằng kim. Và cái đây là cái ống hút nhựa, thì mình cắt lấy một đoạn ngắn như thế này, đoạn ngắn này thôi, tầm khoảng một ngón tay á, đây một ngón tay nha. Thì để lát nữa mình gắn nó vào đây này, mình gắn khít nó vào đây này nha. Thì ngay bây giờ thì mình sẽ lấy ví dụ mình bắt một con chim ra cho mọi người xem luôn. Đây là bồ câu gà nữ nha. Đây là một con gà mi rất là to và đánh lợi nha mọi người. Mình lấy ví dụ cho mọi người thôi. Cái con chim này hoàn toàn không bị bệnh. Lông cánh của nó rất là đẹp này. Con này thì độ tuổi của nó tầm khoảng là 2 tháng hơn nha. Con rất là mập. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đây cho mọi người xem. Bây giờ mình sẽ cứu chữa cho con chim bồ câu này nhé. Rồi. Và khi mà làm cái công việc này thì mọi người phải cần 2 người nhé. Một người giữ con chim bồ câu. Còn với cái dung dịch này này nha mọi người, với cái dung dịch này này, đây mình sẽ chỉnh cái máy này hạ thấp xuống một tí cho mọi người xem cho nó rõ. Đây, để thấp xuống đây một chút rồi nha. Thì mình với cái dung dịch này thì mình sẽ hút, mình tháo cái này ra và mình hút nha. À, đây là một cái ống xi lanh nha mọi người, một cái ống xi lanh như này nhé. Đây. Thì mình sẽ gắn cái ống này vào đây. Rồi. Còn cái mỏ con chim này thì mình sẽ nhờ một người mình phụ banh nó ra, và mình sẽ đút cái ống này vào nhé, đút cái ống này vào sâu trong trong họng con chim như này nhé mọi người. Đây mình sẽ để như này nhé mọi người. Rồi mình sẽ bơm trực tiếp vào cho trong họng nó. Rồi là nó vô một xi lanh. Và đối với một lần cho thì mình sẽ cho 2 xi lanh như này nhé.
không sao đâu mọi người. Chim này khi mà mình bơm, dù bị bệnh hay không, mình bơm cái hỗn hợp này thì nó đều rất là tốt, tốt cho đường tiêu hóa. Đây nha, rồi nha mọi người. Thì khi mà mọi người bơm xong á thì mọi người phải giữ cho nó một chút xíu nha, chứ những con chim nó bị bệnh nhá, thường thường nó có thể nó sẽ ói nhá. Còn bây giờ xong này, mình sẽ bỏ nó lại vô trong cái ổ của nó. Ví dụ như con thường thường như là nếu một con mà bị tiêu hóa đi, một cặp đi, thì cái con còn lại nó cũng sẽ bị. Thì đây mình bắt con còn lại luôn để cho mọi người xem nha. Khi mà con gà Mỹ thì đây là mồm nâu đỏ nha mọi người, rất là to và đẹp. Thì mình cũng sẽ bơm như vậy luôn. Chim này rất là mập nha. Thì mình tiếp tục bơm như cái con hồi nãy. Nha, mình chọc nó vô cuống họng này. Nhẹ nhàng lắm. Rồi mình bơm trực tiếp. Rồi, hai xi lanh là ok nha mọi người. Sau đó mình sẽ thả nó vô chuồng lại nha. Thì đối với những con chim bồ câu á mà nó bị bệnh nhá, bệnh về đường ruột để phân xanh, thì mọi người để ý kỹ là nó rất ít khi di chuyển nhá. Nó rất ít khi di chuyển và nó biểu hiện của nó là lông nó hay rù ra và chậm di chuyển và hầu như là không có ăn uống được. Chính vì vậy khi mà mình tiêm cái bơm xi lanh vào đường cổ họng cho nó với cái dịch là giải độc gan này và men tiêu hóa này, thì tầm khoảng 2 đến 3 ngày sau á là nó sẽ ăn uống lại, trở lại bình thường, không có vấn đề gì cả. Và chữa cái này cũng cực kỳ dễ luôn, nhưng mà mọi người phải tìm đúng thuốc và mua đúng cái men tiêu hóa cũng như là cái giải độc gan cũng như là đúng cách thì con chim bồ câu của mình mới trở lại bình thường được. Còn ở trại của mình á thì có những con lâu lâu á nó bị đường tiêu hóa thì mình phát hiện ra dễ lắm, mình bơm cho nó tầm khoảng 1-2 ngày sau nó đã trở lại bình thường rồi. Còn đối với những con nào mà có thể bị nặng mà đi run lầm cầm, đi đứng không vững thì khoảng 3 đến 4 ngày là sẽ trở lại bình thường nhé. Còn đây là cái cách để chữa cho một cặp chim bồ câu trở lại cuộc sống bình thường. Còn ở video sắp tới thì mình sẽ làm hướng dẫn cho mọi người cái cách pha men tiêu hóa cũng như là giải độc gan để cho cả đàn chim bồ câu tầm khoảng là 50 cặp đến 60 cặp, 50 cặp đến trên 100 cặp chim bồ câu, để mọi người cho chim bồ câu uống định kỳ để cho chim bồ câu nó khỏe như thế nào nhé. Còn video của mình hôm nay cũng xin tạm dừng ở đây và xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình.